Okay, sau đây nó là nghĩa và ngày nay cụ dòng mà hai nhà phía xa mũi đó để chưa stop score thì còn máu đó đấy ba chị mình toàn score cho bác đó một lưu kia thì dây được có khơi lên lẹt chẳng đó và chẳng cụ nằm hai vì bỏ bỏ bí đấy hay cái bà bên bảy ấy đó và chẳng phía xa này của bà nhé cứ phòng lưới đó cứ phía xa thi sạp đó và ok thì sao đó chắc phía xa đấy cứ chia là phải bỏ một mày sau đó và chắc bây giờ phía xa mình lại dần. Ok chứ khu lưu bằng hai nhất cứ mình đây là dừng vô là chút bạn nhé càng là chút bạn vì phía xa vào việt nam nhé thì sao đó ok nhé cụ về vì history đấy và chứng và bọt pho thì sao đó cứ tập tới cứ cái mày sau bia lan đào cho năm pi pon này nhé và năm pi pon mà mày chứ mà khất mà lấy về 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 dụ ca cho một page nam nhé và thì sao đó page nam mà gối và hai ví dụ page crua sa mình đây là cóc sai tần lại phía xa si pro làm biên giới đó và anh đang dần mình đang đặt ra si of lơ tập tới si of lơ cứ cả đá lên tập bị cắt lại với si tập tới và bây giờ phải lấy si pro làm biên mà xin tải cái sự điện cái này tại đó nè ok hồi rồi ngày đi version trong khối port này là bỏ si sáp cứ miên version ví dụ cũng vậy cho sâu nè để mày sau việc nào tha ấy kế mà step ball đó mà mày sau nào nó step ball lo mình đây là mình error gì ok chứng mình đây là cái chữ viết license nhé mà miền license rồi platform là bỏ C sharp cứ một viết cái là CLI mình đây là tiếp bên CLI này cứ comment language infrastructure bạn đây là cứ miền mô than là .NET framework đấy mà .NET framework comment language infrastructure bạn đây là chỉ tool mới là chỉ tool của bạn là chỉ architecture bằng máy số của tham bán đó là cái bậc cao là bị ai mình đang tha compile á cụ phía xa tầng thì sao vì bị .NET ở chỉ đặt bằng máy số compile cho nó lại chỉ là ai để mồi thì hoặc là nó còn biến .NET framework mồi đài nè vì biến chở nó .NET core mình đến đó và chẳng thì sao phân lớn nè làm bị cái ta compile cho tất cả CLI nó hỏi run tất cả binary đem đó mà ơi ở chỉ mà xin code đó và chứng vậy về chuyện này nó toàn vô là để tâm thì tâm vô vốn đó còn đăng thà thì mua thà là đơn thân đó và rồi cùng lòng bỏ xì sáp đấy và cùng lòng xì sáp cứ thì mỗi cái chuyện anh bia bàn trái nó bia từ Windows application và bia từ Windows application chứng như có là Windows application gì vậy và cứ ở đây là dân bán para nhé thu bị xe bỏ Windows này nhé cứ chỉ cả bia bỏ xì xa hay năng bia đặt này nhé vừa hoặc là dân châu gắn personal là gì chẳng tất á dần dần á và rồi có task manager này nhé anh hậu cụ thì hóa đó mình đặt bắt tới Windows application bên trái này đặt hậu cụ thì hóa về đây nó bán prà đó à thằng on nó cứ chơi mà bị xì xa này nhé hay năng VB.net và ok chẳng mua chiếc cứ bị ai mình đây là bây giờ cross platform đó mà cross platform đó mobile application màn tiệt đó mà mobile application màn tiệt lịch tham ảnh này mới đó bây giờ anh mà những anh ấy cứ chỉ nói mà khỏi chân đó cứ xin sao cái là thu nữa đó đại là Xamarin mà studio nó cứ chỉ ảnh build iOS, Android, Windows Phone, rồi có ấy xem thấy OS ấy chứ, Mac cái bản tiết đó, nó ai làm nào ca thì một C# bản chẳng hết, thì có luôn nâng và chẳng C# mà lấy về miền thu nâng đó và miền thu nâng, chẳng mối tiếp đấy, cứ cái hai thà ai biết bản thì mối nâng web application và chẳng web application cứ C# với para ASP .NET đấy, chia hết server side, server side, chẳng vì para visa thì ra đài nhé và chẳng lại đấy cứ cùng kết tha cái sơ para với nó cú lọc biển sơ cái lòng máu sơ khác có tha sơ bên para thì làm vật tư cái para cho ra nữa và còn là tha dương xu trong mẹ đại kia che open source cho ra nữa cái chuyện gì đó nữa nhé mình nói cái bên chuyện tận này chẳng này và chẳng visa và cả làm mới mua cái sơ para không gồm lòng xây như thế này cú phải làm bằng đằng này ok chẳng lời biển đằng đấy cứ thi sát của ai build game màn tiền mà build game màn tiền chẳng build game cứ cái miền thu của cái đấy đấy chúng ta Unity game engine đấy à nó cứ chúng download mà install tới việc in như một đường C sao tại mà nó như ai build bán game mà lôi vào cái đài vì ai lưu thay ai build cross platform màn tiền đó nữa mà
ចឹងមួយទៀតដែលយើងដឹកស្មារតីដល់តាប៉ុតស៊ីសាបកំពុងតែបង្កើតឡើងដើម្បីវាទៅលើការងារមួយនេះគឺគេហៅថាenterprise ណាបាទតាមទីណា enterprise application បាទ enterprise application អានឹងមានន័យថាគឺ build កម្មវិធីមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងសហគ្រាសតែម្ដងអានឹងបើសិនជាអ្នកគ្រប់ធ្វើការងារ ERP ណាមានន័យថាគូរាប់បបាយម្ដងហើយយើងចង់ build system build system តាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនអីចឹងណាហោចាក់អីចឹងទៅគឺយើងអាចប្រើ C# បានហើយ security ខ្លាំងហ្នឹងបាទវិញចឹងហើយបើសិនយើងយកពួក open source ទៅ build អត់ security ទេណា open source គេ hack បានហ្នឹងនិយាយប្រមាថខ្លីចឹងណាបាទបើសិនជាប្រដាប់មាន license គេ hack បានវិញ compile តែទៅមាន encrypt មានអីទៀតណាបាទសំខាន់ខ្វះតែលុយទេនិយាយស្រួលស្ដាប់ណាបាទខ្វះតែលុយទេពួកប្រដាប់ Microsoft បាទអញ្ចឹងគ្រូណែនាំតែប៉ុណ្ណឹងណាហើយគ្រូនឹងបង្ហាញទៅលើរៀងរៅរបស់ C# រៀងមិនណាចំពោះអ្នកដែលអត់បានឃើញបាទអញ្ចឹង C# ណាគឺរៀងវាគឺមនុស្សគឺចេះអញ្ចឹងណា Visual Studio វាប្រើ IDE Visual Studio ណាបាទនេះគឺគ្រូបង្ហាញនេះគឺ2015បាទវាចេះអញ្ចឹងអីហើយអាចចុច file ហើយ new project ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញមកផ្ទាំងតូចមួយឡើយណាបើយើងរើស environment អញ្ចឹងណា platform អីយើងចង់រើសគេប្រភេទ Windows for application ណាឬ WPF ណាឬ console បានទៀតណាបាទ console អាហ្នឹងមានថាសរសេរដូច dev ដូច C++ turbo C អញ្ចឹងផ្ទាំងសសណាបាទហើយយើងអាចរើស web ឃើញទេយើង build ជា web មិនណាបាទរើស build ជា Android បានទៀតណាបាទមាន iOS ទៀតឃើញទេបាទហើយគ្រូតិចទៅថាគ្រូបានបញ្ចូលច្រើននេះណាបើថាបញ្ចូលច្រើននេះមានច្រើនទៀតនឹងការរើសណាបាទអញ្ចឹងមានច្រើនណាហើយនឹងក៏ C# មួយទេបាទតែមាន Visual Basic ឃើញទេមាន S# មានអីទៀតណាច្រើនមែនទេណាបាទហើយមកលើសពីនឹងគឺយើងអាចបន្ថែមគេហៅថា framework ពីលើនឹងយើង install framework បន្ថែមនេះវាមានដូចជា Dev Express អញ្ចឹងណាពីលើនឹងបានទៀតអញ្ចឹងស្រមមកវិញណាចំពោះភាសាមួយនេះគឺយើងអាចជាជំរឿនមួយដែរណាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនណាហើយជាភាសាមួយដែលមាន license ហើយមិនពិបាករៀនពេកទេណាបាទហើយមានគេប្រើច្រើនដែរមិនន័យថាមិនមែនដូចអ្នកខ្លះនិយាយថាអត់មានអ្នកប្រើសិទ្ធិរបស់ license ព្រមកើតអីចឹងណាមែនទេគឺមានអ្នកប្រើច្រើនដែរបានឲ្យយើងចេះណាបាទភាសាមួយមួយគេបង្កើតឡើងវាអត់អាចងាប់ទីផ្សារបានទេណាអញ្ចឹងអ្នករៀនបញ្ហាទៅឯងបាទអូខេអញ្ចឹងគ្រូមានតែបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងអត់ស៊ីជំរៅទេបាទចង់ស៊ីជំរៅតោះចោះឈ្មោះចូល Sun App ណាបាទអញ្ចឹងមានគ្រូមានប៉ុណ្្នឹងទេណាយើងអាច search បន្តខ្លួនឯងទៅណាបាទ